Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và trực diện vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công. Ngày 5 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận Trung Quốc hành hung ngư dân Việt Nam phép thử ngoại giao cho ông Tô Lâm. BBC cho biết Mỹ, Anh, Canada, Úc, Philippines đồng loạt lên án việc lực lượng chấp pháp Trung Quốc đánh bị thương tịch thu tài sản ngư dân Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu đích danh tên Trung Quốc trong tuyên bố được đánh giá là mạnh mẽ và thẳng thắn hơn những lần trước, gọi cách đối xử của Trung Quốc đối với người dân là thô bạo vào tối ngày 2 tháng 10. BBC lưu ý, những ngày gần đây, báo chí nhà nước Việt Nam cũng đăng một số bài viết về những hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc lên án hành động tấn công người dân Quảng Ngãi, gọi đây là hành động phi pháp. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc lại, Hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974 là một dấu mốc quan trọng khi Trung Quốc hoàn thành việc chiếm hữu trên thực tế đối với quần đảo này sau một trận chiến ngắn ngủi với Việt Nam Cộng hòa. Trận hải chiến cách đây hơn 50 năm đã giúp Trung Quốc tạo lập những tiền đồn vững chắc, từ đó để mạnh các yêu sách của họ trên biển Đông. Cũng từ đó, biển Đông trở thành một trong những nơi rất dễ phát sinh xung đột. BBC cũng cho biết cho đến nay, Trung Quốc không có tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc trên, ngoại trừ phần trả lời một hãng tin quốc tế vào ngày 1 tháng 10. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép và các cơ quan chính quyền Trung Quốc hữu quan đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bộ ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến vụ tấn công ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, BBC dẫn nhận định của một tổ chức nghiên cứu Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh viết trên trang X đổ lỗi cho các ngư dân Việt Nam vì đã dùng dao, chĩa, gậy gọc buộc hải cảnh Trung Quốc không có nhiều lựa chọn nhẹ nhàng. BBC bình luận vụ tấn công ngư dân này diễn ra trong bối cảnh sau khi Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8. Trong cuộc hội đàm giữa ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình ngày 19 tháng 8, hai bên khẳng định vấn đề kiểm soát, giải quyết các bất đồng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những vấn đề hàng động. Và đây là hình một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm. BBC cho rằng các tiếp cận của Việt Nam đối với vấn đề Trung Quốc rất khác Philippines. Việt Nam luôn có các tuyên bố mang tính khuôn sáo tránh đề cập trực tiếp tới Trung Quốc trong các vụ việc mà Việt Nam không phải là nạn nhân của họ. Giờ đây, khi Philippines đã lên án Trung Quốc mạnh mẽ trong vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công, thể hiện sự sát cánh với Việt Nam. Đây có lẽ cũng là điều khó xử cho Việt Nam trong tương lai, trong một kịch bản giả định là tàu Trung Quốc có hành vi tấn công tương tự đối với tàu cá của Philippines. BBC trích đánh giá của giáo sư Alexander Vung viên từ Hoa Kỳ viết trên mạng xã hội X vào ngày 3 tháng 10 cho rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam lần này mạnh hơn so với quá khứ. Trung Quốc không vui với tân lãnh đạo của Việt Nam và ông cũng ít hữu hảo hơn với Trung Quốc, giáo sư Vung Bình nhận định. Theo BBC, có thể thấy, sau vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 vào năm 2014, Việt Nam đã có những bước đi thận trọng trong quan hệ song phương, đôi khi tránh gọi đích danh Bắc Kinh trong các vụ ngư dân bị tấn công, thay vào đó gọi là tàu lạ, tàu nước ngoài, đồng thời đảm bảo ổn định chính trị trong nước. Nhưng lần này, Hà Nội đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng, trực diện BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Bill Hayston từ một viện nghiên cứu ở Anh viết trên X rằng Việt Nam có thể dễ dàng che đại chuyện này, nhưng họ đã phát đi thông điệp chống Trung Quốc mạnh mẽ và rõ ràng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và trực diện vụ tàu cáo Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cần thay đổi cách làm để Việt Nam lột xác. Ngày 4 tháng 10, Báo Tiến Dân đăng bình luận Việt Nam muốn lột xác ư. Chỉ thay đổi một cách làm là được của tác giả Trần Văn Chánh. Theo tác giả, ở những nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa vì bị quản lý, điều hành xã hội bằng phương thức lấy quyết định tập thể. Nên từ cấp xã, phường lên đến cấp trung ương, người ta luôn hợp hành liên miên. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Ở những người cộng sản loạn hợp, không có một cuộc họp nào mà lại không có câu kết. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, rồi cùng nhau vỗ tay rầm rầm. Rồi thì mảnh ai về nhà nấy, mỗi người đều tự cảm thấy an tâm, như đã hoàn thành được sứ mệnh, nghĩa vụ cao cả đối với tập thể và đối với nhân dân. Tác giả cho hay, thật ra ở bất kỳ quốc gia văn minh nào, việc lãnh đạo điều hành đất nước đều mang tính tập thể, qua việc tổ chức các nghị viện hay các cuộc họp của triều đình phong kiến, riêng phương thức lãnh đạo tập thể xã hội chủ nghĩa thì đặc biệt hơn nhiều vì nó dẫn đến tình trạng vô trách nhiệm tập thể, cha chung không ai khóc, kết quả là huề cả làng khi mọi việc bị vỡ lở. Tác giả đánh giá, một số năm gần đây lãnh đạo Việt Nam có sự sửa đổi tiến bộ bằng cách quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Nhưng ngặt nổi, chỉ có người đứng đầu ở các cấp trung gian là có thể bị kỷ lực, còn người đứng đầu của đứng đầu thì không sao cả. Tác giả nhận xét, những nghị quyết của đảng như nghị quyết được đưa ra 5 năm một lần, chỉ toàn lý thuyết suông được chuyển tải bằng những câu chữ sáo mòn mà phần lớn đều dùng uyển ngữ. Trên thực tế, chưa bao giờ có một bản nghị quyết nào được thi hành đúng và đủ nếu không muốn nói là ngược lại. Và đây là hình một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam. Tác giả nhận định Trung Quốc và Việt Nam không còn đặc điểm nào gọi là chủ nghĩa xã hội nữa cả mà đã đi theo chủ nghĩa tư bản từ lâu rồi, nhưng lại là một thứ chủ nghĩa tư bản thân hữu và chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt, gây nên tình trạng tham nhũng và bất công xã hội kéo dài, gần giống chủ nghĩa tư bản mang rợ ở thế kỷ 19. Tác giả bình luận, muốn được người ta công nhận mình là kinh tế thị trường thì tiết gì không xóa bỏ cái đuôi xã hội chủ nghĩa trong các bản nghị quyết. Tuy nhiên vẫn theo tác giả, chúng ta không thể đòi hỏi những người cộng sản từ bỏ ngay những điều họ không thể từ bỏ được. Thời gian gần đây chính trường Việt Nam đang có sự biến đổi độc đáo chưa từng thấy trong lịch sử với sự đi lên của một viên tướng xuất thân từ công an. Các hoạt động của ông được đánh giá là có nhiều triển vọng theo hướng cởi mở, thực tế, ít giáo điều hơn so với người tiền nhiệm vừa qua đời. Tác giả tiếp tục bình luận, người đời nên động viên, lên dây cốt tinh thần cho ông thay vì tìm cách soi vào những hạn chế về mặt tư tưởng mà nhất thời trong hoàn cảnh cụ thể, nội bộ chính trị Việt Nam, ông chưa thể nào thoát khỏi ra ngay được. Tác giả đề xuất, mấy nội dung thấu tình đạt lý mà Tổng bí thư phát biểu đầy đó thì nên bổ sung ngay vào nghị quyết của Đại hội 14 sẽ diễn ra đầu năm 2026. Và đây là hình Tổng bí thư Tô lầm. Tiếp đó, nên chăng đặt ra vấn đề kiên quyết, dứt khoát dẹp bỏ loại đại hội 5 năm và các bản báo cáo chính trị, nghị quyết kèm theo. Việc hợp hành nên tập trung cho từng chủ đề cụ thể để giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh trong từng lúc, từng giai đoạn đặc thù, chứ không lấy nghị quyết 5 năm làm tiêu chí chung bàn luận giải quyết vấn đề. Về bổ nhiệm nhân sự, tác giả đề nghị nên lấy từ những cán bộ địa phương đề bạc lên, chọn trong số những người có thành tích tốt, được tập thể và nhân dân kỳ vọng. Quan trọng nhất, tác giả cho rằng, phải coi hiến pháp đúng với bản chất, vai trò, chức năng của nó là bộ lực khung căn bản cao nhất, chi phối toàn bộ hoạt động của quốc gia mà tất cả mọi thành viên không phân biệt địa vị, chức tước trong xã hội đều phải nghiêm túc chấp hành. Nếu thực thi đúng hiến pháp, thì mọi công dân hỏi đủ điều kiện về tuổi tác, sức khỏe đều được tham gia bầu cử và ứng cử, không có nạn cơ cấu, quy hoạch sẵn, bằng hai ba vòng xét duyệt. Làm được như vậy, quốc hội mới thực sự có chất lượng và thực quyền mới có thể bỏ phiếu thông qua những điều luật hợp lòng dân hoặc bác bỏ những dự án luật do hành pháp đưa ra mà không phù hợp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần thay đổi cách làm để Việt Nam lột xác. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới